Xin chào các bạn, đến với San Sale và đánh giá. Chúng ta chuyển qua một cái background nó dạng hơi kiểu nêu một tí nha. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ có một cái video so sánh chi tiết giữa OnePlus A2V và Redmi K60 với mức giá nó chênh lệch nhau không quá nhiều nha. Thì đâu là lựa chọn hoàn hảo cho các bạn? Trước tiên chúng ta cùng xem một chút về cái mức giá hai sản phẩm này nha. Và Redmi K60 cái phiên bản 12GB RAM và 256GB bộ nhớ trong là 7.950.000. Nó chỉ cao hơn khoảng đâu đó là 100.000 so với OnePlus A2V cho phiên bản 16GB RAM và 256GB bộ nhớ trong. Cái sự khác biệt đầu tiên các bạn dễ dàng nhận thấy nhất đó là về thiết kế giữa OnePlus A2V và Redmi K60. Cái ngôn ngữ thiết kế nó khác hoàn toàn nhau này. Trải nghiệm cầm nắm trên cả hai sản phẩm này thì mình thấy OnePlus A2V nó cho trải nghiệm cầm nắm được thích hơn các bạn ạ. Một phần là trọng lượng nó nhẹ hơn, nó chỉ rơi vào khoảng đâu đó là 191g thôi, trong khi Redmi K60 nó lên đến khoảng 199g. Tất nhiên với trọng lượng như thế này thì cả hai sản phẩm nó không phải là trọng lượng quá nặng nha. Nhưng đây các bạn thấy về cái mặt lưng này, hai sản phẩm đều là mặt lưng kính, nhưng mà cái bo cong ở trên Redmi K60 nó cong mạnh hơn, trong khi với OnePlus A2V nó có cong nha, nhưng cong khá là nhẹ, nó có vuông vức một tí theo trend nhưng mà nó sẽ không tạo cho các bạn cái cảm giác bị cấn tay đâu. Và cái thứ hai, cái khung trên OnePlus A2V là khung nhôm, trong khi K60 nó chỉ là khung nhựa thôi. Đấy là mình chưa kể đến cái độ dày Redmi K60 nó dày hơn so với OnePlus A2V. Có một thứ khá đặc trưng ở trên các dòng sản phẩm của OnePlus, đó là nó có cái cần gạt zoom này nha, khá là tiện. OnePlus A2V có thêm một cái điểm lợi thế nữa, đó là về viền màn hình trái phải trên dưới nó đều mỏng hơn so với Redmi K60. Em Redmi K60 này nó sẽ có một cái điểm về cam selfie nó nhỏ hơn so với cam selfie trên OnePlus A2V. Và tiện nói về cái màn hình này, chúng ta sẽ nói về luôn chất lượng hiển thị màu sắc ở trên cả hai sản phẩm. Trước tiên chúng ta cùng nói qua một chút về cái thông số kỹ thuật đi. Với Redmi K60 sẽ trang bị tấm nền là OLED, tần số quét là 120Hz này. Độ sáng tối đa có thể lên đến 1400 nit, kích thước màn hình là 6.67 inch và đi kèm với một cái độ phân giải rất cao nha, lên đến Quad HD+. Trong khi với OnePlus A2V sẽ trang bị tấm nền là AMOLED, tần số quét vẫn chỉ là 120Hz này, độ sáng có thể pick lên đến là 1450 nit, rất là cao nha. Kích thước màn hình nó lớn hơn một chút là 6.74 inch, độ phân giải là 1.5K. Với cá nhân mình nha, 1.5K là nó quá thoải mái cho một cuộc tình rồi. Theo như mình thấy ấy, cái màn hình trên OnePlus A2V nó đẹp hơn đáng kể. Cái vấn đề ở đây là gì? Cái khu vực màu trắng ấy thì nó sẽ chuyển sang cái màu hơi hơi ngả tím một tí thì nó sẽ không được sướng mắt giống như là Redmi K60. Nhưng về cơ bản thì mình thích cái chất lượng hiển thị trên OnePlus A2V hơn. Cái điểm tiếp theo đó là về mặt trải nghiệm gaming. OnePlus A2V trang bị con chip là Dimensity 9000, trong khi Redmi K60 trang bị con chip mình thấy nó ổn định hơn nha, là Snapdragon 8 Plus Gen 1, khi mà chơi tại game nặng nhất là Genshin Impact Max Setting, với Redmi K60 nó cân còn rất là ngon. OnePlus A2V hiện tại các bạn chơi Genshin Impact Max Setting không phải quá ngon nha, và chỉ cần chơi một thời gian thôi thì nó sẽ tự động giảm xuống khoảng chỉ còn là 40fps, kể cả các bạn có lắp sò lạnh vào chơi Genshin Impact Setting ấy, thì mình thấy nó vẫn có giật lắc nhiều hơn so với Redmi K60, cho nên là với A2V các bạn nên chơi mức đồ họa là trung bình 60 hoặc là cao 60 Genshin là ok rồi. Với tựa game nhẹ nhàng hơn, cả hai sản phẩm này làm khá là tốt, nhưng xét về cái độ ổn định ấy, thì Redmi K60 nó có độ ổn định tốt hơn này. Và mình thấy với A2V cái khả năng tối ưu game hiện tại nó chưa phải là quá ngon nha. Được cái về cái mặt nhiệt độ ấy, thì A2V nó mát hơn so với Redmi K60. Xét riêng về cái mặt trải nghiệm gaming thì các bạn thấy Redmi K60 nó ngon lành hơn rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ cần đợi thời gian để xem là OnePlus A2V nó tối ưu như thế nào thôi. Và cái điểm tiếp theo đó là về camera. Chụp ảnh trong điều kiện môi trường lý tưởng và trong tất cả các ảnh, cái tông màu OnePlus A2V nó luôn sáng hơn, màu đậm và có bị sai lệch so với thực tế, trong khi Redmi K60 màu sắc gần như thể hiện khá chuẩn màu các bạn nha. Dành cho bạn nào thích cái tông màu ám xanh một chút ấy, thì Redmi K60 rất là phù hợp. Ngược lại OnePlus A2V nó bị ám vàng khá là nhiều. Điều này cũng được thể hiện qua ảnh ultra wide rồi là cam zoom 2x. Cá nhân mình thì mình khoái cái màu sắc ở trên Redmi K60 hơn. Cam selfie OnePlus A2V nó có sáng hơn này, tuy nhiên nó biến toàn bộ tấm ảnh phủ một lớp ám hồng nhẹ. K60 thì đỡ hơn một chút xíu. Chụp ảnh trong điều kiện môi trường thiếu sáng thì mình thấy OnePlus A2V nó làm tốt hơn các bạn ạ, có độ chi tiết hơn. Và về quay video, OnePlus A2V chỉ có thể quay video với độ phân giải tối đa là 4K và 60fps, trong khi Redmi K60 quay video nó tốt hơn nhỉ, độ phân giải tối đa là 8K
và 24fps. Mình có quay cùng một cái video với độ phân giải là Full HD và 60fps thì cho thấy khả năng chống rung ở trên Redmi K60 nó có tốt hơn, và cái màu sắc ở trên OnePlus A2V nó vẫn đẹp hơn nha. Vậy thì về cái chất lượng âm thanh thì sản phẩm nào nó ok là hơn? Về âm lượng nha, thì Redmi K60 nó có to hơn, bù lại với cái âm bass ở trên OnePlus A2V ấy, thì nghe nó được chắc hơn và nghe nó sướng tai hơn. Ngoài ra, dung lượng pin trên Redmi K60 rất lớn nha, là 5500mAh, đi kèm với công suất sạc là 67W và có cả sạc không dây 30W. Đây là một cái lợi thế lớn hơn so với OnePlus A2V, trong khi nó chỉ có cái dung lượng pin là 5000, đi kèm với cái công suất sạc là 80W mà thôi. Có thêm một vài yếu tố khác mình muốn kể thêm, đó là cả hai sản phẩm này đều trang bị cảm biến vân tay bên trong màn hình. Cái thứ hai, về hỗ trợ cộng đồng ấy thì Redmi K60 nó sẽ đông hơn nha. Tiếp theo, Redmi K60 có rất nhiều cái phiên bản ROM để các bạn vọc vạch, trong khi với OnePlus A2V sẽ không có quá nhiều đâu. Bù lại với sản phẩm này, nó đã có sẵn tiếng Việt các bạn nha. Về cái khoản thông báo, mình thấy OnePlus A2V thông báo khá là tốt nha, trong khi với Redmi K60 các bạn sẽ cần chuyển sang một vài cái phiên bản ROM khác thì thông báo nó sẽ được ổn định hơn. Vừa rồi là video so sánh giữa OnePlus A2V và Redmi K60. Nếu là các bạn thì các bạn sẽ lựa chọn sản phẩm nào? Đừng quên để lại comment bên dưới nha. Và mức giá rẻ nhất hai sản phẩm này mình sẽ để đường link ở phần mô tả và bình luận ghim. Rất cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Hôm nay thì mình hơi yếu một chút, nếu mà các bạn thấy khó nghe quá thì các bạn thông cảm nha. Các bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách like, share và đăng ký kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.